Mình lấy cái dòng L4X TMS là T6 nha. XLM T6. Đây. Đó thấy không? TMS đẹp cực kỳ không? Gần đèn sáng gơm nha, cực kỳ sáng luôn, sáng gơm. Độ sáng của nó là 4500 Kamen gì đó nha. Sáng trắng là 6000. Nhiệt độ màu là 4300. Ở đây thì nó có kết nối thẳng luôn, liền luôn, chứ không có như cái kia nó kết nối 3-4 phần nhau nha. Chỉ là gòn ở phía trước này và cái gòn ở trên mặt gương nữa thôi. Giờ có hai cái gòn rồi. Ở phía sau này thì không biết là nó có vô nước hay không. Nếu mà anh em nào kỹ thì có thể check keo keo dán gòn á, mua cho keo dán gòn 5-6 ngàn, 10 ngàn gì đó, hay là 20 ngàn gì đó mình không nhớ nữa. Keo dán gòn á, dán vô là xong, về cứ chắc luôn. Cái thủy tinh này là thủy tinh bằng nhôm nha. Cái thủy nè, cái thủy này là cái bằng nhôm nha. Cái lộn, cái gương á, cái gương cái mình đó không biết gọi là cái gì nữa, mình không có gành với đèn, là bằng nhôm chứ không phải là bằng mũ nha. Cực kỳ đẹp đúng không? Rất là tinh tế luôn. Mình đã thử sáng luôn, sáng rồi, cực kỳ sáng luôn, mà sáng rơm nữa, sáng xa nữa, sáng sáng này sáng trắng nha.